Trong năm 2019 vừa qua, TikTok chính là app được tải và sử dụng nhiều nhất ở trên toàn thế giới. Chúng ta biết rằng mỗi khi có một mạng xã hội mới, một nền tảng mới ra đời thì chúng ta phải nhanh chóng sử dụng và đánh chiếm cái mạng xã hội đó. Tại vì trong cái thời gian đầu tiên khi nó vừa mới xuất hiện ấy, cái số lượng nội dung, số lượng content ở trên cái mạng xã hội đó còn rất ít, cho nên là chúng ta sẽ nhanh chóng chiếm được một lượng người theo dõi rất lớn. Và bằng chứng là chúng ta nhìn thấy những người vừa mới lên TikTok chỉ một vài tuần hoặc một vài tháng thôi nhưng đã kiếm được cho mình hàng trăm ngàn và hàng triệu sub. Nếu chúng ta có thể kéo được lượng người theo dõi này từ bên TikTok sang YouTube thì có thể kiếm được một lượng view rất là lớn. Chúng ta hãy cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với vlogger nổi tiếng Phu Trường. Nhưng trước khi bắt đầu, trong mùa đại dịch Corona này, tôi xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến tất cả các thành viên ở trong group Việt YouTubers. Mong các bạn giữ cho bản thân mình và gia đình luôn luôn được bình an. Chúng ta hãy cùng chứng kiến một nhân tố mới thay đổi hoàn toàn, đảo lộn cục diện của thế giới và chứng kiến những luật chơi mới hình thành kể cả ở trên nền tảng YouTube. Thông số trong kênh cái gì cũng tăng, mà than khóc cái gì nhỉ? Này, thời gian xem 16 triệu rưỡi, tăng 4550%, số lượt xem 4 triệu, còn những con số ai cũng mơ ước, còn gì nữa. Hỏi nó, tại vì mấy cái video trước nè up view quá trời, còn video gần đây hai cái trời ơi up view thảm thiệt. Hình như là em lên mạnh nhất là cái mà chơi chơi game. Đâu rồi, cái mà được lên top trending là cái nào, đâu rồi? À, chắc trên đêm là cái thả su. Thả su à? Kéo bò chứ à, cái này. Chắc trên đêm là cái này. Số mấy trending? Top, top 10, nghe em bữa là Nhi nói lại top 12. Top 12 trending trên mạng game. Ủa sao bây giờ YouTube nó có cái sao này là cái gì ta? Có phải của YouTube không hay là của app gì của em vậy? Oviso đó anh. Oviso hả? Đúng rồi. Cái Oviso thì nó thấy nó có đề xuất, nếu như là bấm vô đây nó có đề xuất từ khóa luôn nè. Đó, mình add vô. Em thấy từ khóa của nó gợi ý có được không? Em thấy cũng được, mà nhập thử vô thì thấy view chất quá. cái này em thấy là nó một sao nè, từ khóa xem một sao nè. Không, có nghĩa là em thấy là chắc là nó chê em xem dở quá, nó cho một sao. Nhiều từ khóa nó lên sao mà cái video này thì nó không. Anh nghĩ là một sao đấy là tại vì em nó đếm đấy, nó đếm là chứ nó làm sao mà đánh giá, nó đã đánh giá được. Bốn sao. Nó đếm, anh hiểu rồi. Thử thách một phá đạo lập tức em. Quay trở lại đi, bên ngoài kênh anh xem nào. Dạ. Yeah. Nhưng mà, đầu tiên bây giờ em cũng mới làm thôi đúng không? Mới làm được khoảng bao nhiêu video nhỉ? Mười mấy cái. Ông này đúng rồi, dân chuyên nghiệp làm nhanh thật. Em vào chữ app, à đúng rồi, vào video đi, ở đó, rồi nha, xong rồi vào trong chỗ giáo dục, click vào giáo dục. Bên dưới này có 5 bài viết về livestream nha, anh mới có 5 bài về livestream trong này, em click vào đi, xong mới được có 2 bài à. Em đọc đến 2 bài, 1, 2, 3, 4, 5 bài viết. Có gì hai anh em xem đọc 5 bài viết này từ A đến Z về livestream nhé. Trước khi mình suy nghĩ đến vấn đề livestream nhé. Này, có một điều chứ, từ. Kéo lên lại chút nữa. Có một điều không cần bàn cãi, phát trực tiếp chắc chắn có lợi cho bạn. Yeah.
nhá. Cái này bỏ sau, bỏ sau, bỏ sau rồi quay trở lại số liệu phân tích kênh nhá. Đây kéo chuẩn gì anh xem danh sách mấy cái video này, này. Thì 1 triệu thôi. Chắc lại lại nghĩ là mình lên được là nhờ từ khóa 1 triệu quá. Đúng rồi. Anh không nghĩ vậy đâu. Anh không nghĩ vậy đâu. À, 6 20%, 25% là 1 triệu chơi máy gấp thú. À, 22% là 1 triệu chơi máy đẩy xu. À, 19% là 1 triệu kéo bo. Em cho anh xem 90 ngày qua nào. Tháng trước lại có cái là máy Lucky Box là nhiều nhất à, nhiều view nhất à. Dạ. Sao em biết, sao em đoán là do từ khóa 1 triệu mà lên? Em phát hiện chứ cái này là hình như là em đi đọc trào lưu á. Có nhiều người nó làm cái máy Lucky Box nè, không có view. Chừng 15.000 view là cao mà một 2 tuần trước rồi. Thế rồi cái em mới bắt đầu em up cái clip của em lên. Em dùng 1 triệu mở hết máy Lucky Box. Rồi em cũng tự suy nghĩ ở đây coi TikTok á, thấy dạo này tụi nó cũng chơi cái này dữ, hay mình làm clip dễ này. Ai ngờ lên luôn. Rồi nó kéo theo mấy cái clip mà mấy đứa mà up trước á, up 2-3 tuần trước á, tự nhiên nó lên view theo luôn. Ok, rất là hay. Anh hỏi em nha, cái máy Lucky Box đấy là nó có đổi tiền không hay là gì? Bữa trước mình nói cái chuyện này đây nhỉ. Được quà thôi. Được quà thôi anh, mà quà ngẫu nhiên thì có khi có trúng iPhone, không biết có trúng thiệt không hay là nó mượn người ta, nó bị a trá hình. Nhưng mà ý anh nói là em chơi cái này giỏi à hay sao? Không, cái này cũng hên xui anh, chơi đại thôi chứ đâu. Anh tưởng là em chơi theo kiểu gọi là em hack được luôn, kiểu như kiểu em, nếu chơi theo của em thì chắc chắn 100% thắng, khán giả nó mới bu một coi này. Nếu mà như thế thì không sợ đâu em ơi. Anh tưởng là ăn tiền đổi tiền trực tiếp chứ cái này của em thích thì em cứ làm nhá. Cứ làm thoải mái, vẫn đi cả đổi qua đổi thưởng linh tinh này thoải mái. Còn bữa trước em hỏi xong anh nghĩ là cái đấy là giống như kiểu mấy cái ở Việt Nam hay có cái màn đổi lấy gì ta, lấy để phỉnh ấy, xong rồi mang ra đổi lại thành tiền được ấy. Thì mới... À không, cái máy bắn cá thì nó đổi lại thành tiền đó. À, còn đấy, này là... cái đấy thì không được, cái đấy thì máy không nên, đúng không nên nha. Dạ. Chứ còn mấy cái quà kiếc này, với lại thứ hai nữa là em đâu làm theo cái hướng. Giống như cái clip bữa trước anh gửi cho em xem, cái thằng kia là chơi rất là giỏi. Nó mọi người vào xem chơi theo nó là ăn. Em hiểu không? Cho nên là mà nó chỉ nói về chuyện tiền bạc cho nên là không nên. Chứ còn như này thì em cứ làm thoải mái. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa ấy, là anh nghĩ là cái này, cái kênh của em quảnh theo từ khóa 1 triệu là anh nghĩ sai rồi. Tí nữa thì xem số liệu phân tích nữa để xem sai hay đúng. Nhưng mà anh nghĩ là do cái từ Lucky Box kia kìa, do cái trend ở bên TikTok xong rồi nó kéo sang bên này. Vấn đề thứ ba nữa anh thấy là em nên để ý bọn em ấy, cả em là một, cả Nhi là hai, cả mấy đứa trẻ trẻ giống như em, vlog trẻ trẻ như em nha. Em cứ để ý TikTok nhiều vào nha. Mạnh yeah. Bắt trend từ TikTok sang YouTube. Anh thấy YouTube ở Việt Nam đi chậm hơn TikTok một tí về trend. Nha. Thì em cứ lấy trend của TikTok, em thấy có cái gì trend ở bên TikTok em mang sang em làm bên YouTube. Hay. Đấy là một cái hướng đi rất là hay. Ví dụ như cái trend gần đây nhất anh thấy là thử thách đá nắp chai, bọn em đã nghĩ tới chưa? Em thấy rồi, mà anh chẳng lẽ làm một cái clip dài. Chỉ làm clip ngắn. Đâu có quan trọng. Cũng hợp lý nè, để em suy nghĩ. Chắc là cũng có suy nghĩ ra rồi. Rồi em cũng suy nghĩ ra rồi để đi. Em mở ấy thì em có Twitter không? Twitter, em không có Twitter. Để từ từ. Không biết
biết là ông có tài khoản thì phải xem lắm nha. Em thử click vào cái link anh mới gửi cho nào. Xem Twitter thì có mở được không? Được này, vẫn xem được này, kéo xuống đi. Kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống. Này, xem nha. Đấy, cái clip này. Đây, đây. Qua rồi, quay lại đi. Quay lại đi. Thử thách đá nắp chai này. Đầu tiên là nó thằng nào làm drone chẳng hạn nha, làm flycam nha, thử thách đá nắp chai nó vẫn bắt trend được này, em nhìn nha. Có bắt trend được không? Ok đó em. Tùy mức okay. độ sáng tạo của mình thôi. Rồi kéo xuống dưới nữa xem cái tiếp theo. Đây là bản gốc này. Còn đây là một thằng chỉ làm gọi là giỏi về biên tập video này. Làm kiểu nó làm mô phỏng animation đúng không? Đó, thấy chưa? Nó tự làm cho cái nắp chai mặc dù mà nó đá không được đúng không? Nó lên, lên, nó lên. Cái này thì em quá giỏi còn gì nữa. Giờ vẫn bắt trend được đúng không? Hình như kéo lên đi, kéo xuống đi. Còn có mấy cái thằng này nó liệt kê đủ các kiểu bắt trend đá nắp chai luôn. Ok nha, đấy ví dụ như thế. Anh thấy cái hướng là quay trở lại số liệu phân tích kênh đi. Anh thấy cái hướng là bắt trend từ TikTok sang YouTube là một cái hướng mà bọn em hoàn toàn có thể làm được. Yeah. Bọn em quen với cái văn hóa đấy, em hiểu không? Cái văn hóa ở bên YouTube nó hơi chậm hơn. Chứ còn trend đá nắp chai thì anh nghĩ ở trên TikTok anh thấy nhiều rồi đúng không? Dạ đúng rồi, em thấy bữa giờ nó bữa giờ cái tuần nay. Em thử search YouTube Việt Nam thử đá nắp chai xem có bao nhiêu kết quả nữa. Thử vào thử một tab YouTube ra xem. Rồi search chữ đá nắp chai xem nào. Ai search trào lưu mẹ khán giả nó không search như em search đâu. Em đấy là em mẹ dân chuyên nghiệp, em mày search trào lưu hoặc là trend này nọ chứ khán giả nó chỉ search là đá nắp chai thôi nhớ. Thấy chưa? Tổng hợp mới có tổng hợp của bọn nước ngoài thế này, TikTok China này thấy chưa? Đưa bọn nó đưa tốc lên này. Em quay trở lại trang đồ của Nam Kiều. Em quay lại đi. Quay lại kết quả tìm kiếm đi, xem có cái nào mà gọi là của vlog làm không? Hoặc là của ngôi sao Việt Nam làm không? Đâu có đâu. Cái của Trần Thành bao nhiêu đây? Bao nhiêu view đây? À đây. Bọn S Channel này cũng là đội bắt trend kinh này. Yeah. Thấy chưa? Rất ít thấy không? Hiện tôm đấy lắm. Đen đấy lắm. View thấp. Em thử click vào cái thằng Đức Đen Vlog này anh xem. Hai ngàn lượt xem rồi, xem bấm vào kênh của nó đi xem. So với những cái clip khác thì view có mạnh hơn không? Mà nhất trên là 241. Yeah. Chứng tỏ là trend này cũng có khả năng bắt được ấy. Yeah. So với các clip khác là lên liền nữa. Yeah. Là mạnh nhất rồi đấy. Yeah. Rồi.